Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Hôm nay Tân kể chuyện trễ mấy bạn à, Tân mới ký được cái hợp đồng đầu năm, coi như là mình có dư được chút cháo để sống đỡ qua con trăng này. Nói giỡn thôi, chứ có lộc đầu năm là mừng rồi các bạn. Thì mấy bữa nay là Tân kể những câu chuyện nó liên quan đến quỷ nhập và ma nhập. Thì hôm nay là một câu chuyện nữa, nó liên quan những hiện tượng đó, nhưng mà nó nghiêm trọng. Thì câu chuyện này nó đến từ người trong cuộc. Thì độ khoảng tâm Tân 18-19 tuổi à, Tân có một cái người bạn. Người bạn này thì không thân, mức độ thân tầm khoảng 20%, ở trên mức độ thang 100% thì khoảng 20%. Thì mình biết trong một cái nhóm chơi ngày xưa ở cái chỗ mà mình chơi thể thao, thì mỗi lần chơi xong đó thì mình có ra mình mua nước uống, thì có gặp bạn này một hai lần. Thì sau này thì cũng có đi chơi chung với nhóm, đi ăn đi uống cơm tấm đêm rồi này kia đó, cũng thấy mặt, cũng cười, cũng nói chuyện một hai câu, nói chung là biết về nhau à. Thì đùng một phát thì bạn này không lên tập nữa và biệt vô âm tính. Thì có một cái ngày mình sực nhớ ra, ủa sao trong nhóm mất một người. Mình mới hỏi cái người bạn thân của mình, thì người ta mới nói rằng là ở cái thằng đó nó lên núi nó tu rồi, mà tu theo kiểu làm võ đan cư sĩ rồi đó. Thì nó Tân hiểu là tại sao lại vậy, mà mình cũng không biết, ủa sao tự nhiên đang bình thường tuổi thanh xuân mới 18-19 tuổi đi làm cư sĩ võ đan rồi học võ học thuật gì mình cũng biết. Thì chính vì vậy mà cái lưu tâm của mình về người đó nó cũng khắc sâu nhiều hơn những người bạn cùng lứa lúc đó. Tại vì mình thấy một cái người bạn bằng tuổi mình mà tự nhiên lại đi tu, mà không phải là tu đạo Phật, mà đi tu mà kiểu búi tóc để làm cư sĩ là theo mình tưởng tượng, mà qua cái lời bạn thân mình tả, thì mình mới nghĩ là trên đời này chắc có những cái môn phái nào đó mà là người bạn nó thích. Thì thôi kệ, mình cũng đâu có thân lắm đâu à, muốn làm gì làm, tụi mình không có để ý nhiều về đời sống mà bạn bè mà không thân, thậm chí thân nhiều khi còn không để ý nữa. Thì thời gian nó trôi qua độ khoảng 7-8 năm. Thì lúc đó Tân tầm khoảng 28-29 tuổi. Thì bạn biết á, là lúc này đó là mình đã lớn rồi à, Tân đã gia chạm nhiều câu chuyện tâm linh rồi, và mình đã làm nghề rồi, mình có một cái chỗ đứng nho nhỏ ở trong cái nghề của mình à, mình cũng có được cái cuộc sống nó cũng tương đối nó ổn, mình cũng hiểu cách đối nhân xử thế rồi. Cho nên là mình cũng tin lắm vào tất cả các đạo giáo, miễn là họ là chánh phái là mình tin. Họ sẽ có cái lý của họ để mà họ thực hiện, cũng như là họ duy trì cái môn phái của mình. Đó là cái điều bình thường ở trong đời sống thôi. À. Thì Tân có đi uống coffee ở ngay Starbucks trên đường Bùi Viện. Chắc hẳn các bạn cũng không lạ gì Starbucks Bùi Viện. Và hồi xưa Tân ngồi đó thường xuyên à, tại vì lúc đó mình cũng có những người bạn nhà trong Bùi Viện, nhiều khi ra cũng bàn công chuyện đó, thì mình cũng hẹn ra đó. Còn không là Phúc Long, ở gần đó có cái Phúc Long nữa. Thì cái ngày đó là Tân ngồi ở trên cái chỗ mà có cái ban công để hút thuốc á, thì mà mình không có ngồi bên ngoài, mình ngồi bên trong phòng máy lạnh. Thì Tân đang ngồi một mình thôi à, ngày đó buồn quá ngồi một mình, mới nhìn ra ngoài mới thấy một cái người nó khí chất phi phàm, bận đồ thì lạ hơn người bình thường, đầu thì búi tóc mà có cây châm cài xuyên qua nữa, râu ria thì cũng tương đối dài. Thì mình nhìn coi ngó bộ giống như là một cái cư sĩ ẩn danh nào đó mới xuống núi mà uống cà phê Starbucks, thấy cũng ngộ ngộ. Mình nhìn thì mình thấy ủa sao quen quá ta, nét mặt này quen quá, gặp ở đâu rồi. Thì càng nhìn càng quen, mà hình như lúc đó bạn nó hơi ốm, ốm nhiều so với cái thời mà còn trai trẻ, cái thời mà còn chơi thể thao. Thì Tân mới ngờ ngợ ra cái bạn đó, thì mới Tân vui lắm. Tại vì thật ra thì mình cũng rất muốn kết bạn lại với những người bạn thời xưa của mình hả. Cho nên mà khi mình thấy người ta ngồi vậy mình cũng thích lắm, trời ơi, mình gặp được cái người bạn mà 7-8 năm rồi, mà cái người bạn đó đã từng đi làm, đi tu, mà sao bữa nay không tu nữa mà xuống núi hạ sơn làm cái gì ta.
mình mới đi ra, mình ngồi mình mới bắt chuyện, mình chào chứ. Mình ra mình chào nó, mình kêu ê còn nhớ tôi không đó, thì bạn nó mới quay ra thì bạn nhớ mình liền, tại vì thực ra trong nhóm không có thằng nào mập bằng mình. Mà Tân Mập là cái tên nó chết từ hồi đi học rồi. Đến lúc đi chơi bạn bè bên ngoài người ta cũng kêu là Tân Mập. Cái mặt của mình nó có lạ vô đâu được chứ. Người ta có thể thay đổi chứ còn mình thì không. Ngộ vậy. Vừa quay qua thấy một cái là ủa Tân hả? Mình nói trời ơi bạn còn nhớ tôi hả? Trời ơi tự nhiên bạn bỏ bạn đi tu phải không? Rồi tôi nhớ mà thằng đó nói vậy. Vậy thì đang nói chuyện bình thường thì bạn nó quay người qua thì mình thấy bạn nó bị mất một cánh tay. Mất một cánh tay phải. Lúc đó tự nhiên mình, một người bạn không thân, 7-8 năm không gặp, cái thông tin về bạn đó mình cũng không biết rõ lắm, chỉ biết là lên núi tu thôi. Nhưng mà lúc đó chắc có lẽ mình trải qua một cái chặng đường đi đến cái sự thành công nó khó quá. Mình hiểu được cái con người nó khó khăn như thế nào trong cái đời sống. Mà nay nhìn cái người bạn mình gặp lại mất một cánh tay phải, tự nhiên mình chạnh lòng bạn. Mình không biết mở lời kế tiếp như thế nào. Bây giờ hỏi tại sao bạn mất cánh tay thì kỳ. Lỡ như người ta không muốn nhắc tới cái nỗi buồn người ta thì sao? Hoặc là người ta muốn thì người ta cũng không tự nhiên hỏi mình là bạn có muốn biết tại sao tôi mất cánh tay không? Thì cái lúc đó mình cũng khó xử dữ lắm. Những câu chuyện mà Tân chia sẻ là những câu chuyện nó rất thật trong đời sống của mình. Mình không biết tại sao, mình lúc đó mình không biết nói gì với người ta nữa. Lúc đầu mình rơm rã, mình xơm tụ lắm. Mà khi thấy mất cánh tay tự nhiên mình bị lạnh người mà. Một cái người mình biết mà đang khỏe mạnh tự nhiên vậy mình sợ. Tân có cảm giác đó rất nhiều lần. Thì khi mà tới gặp như vậy thì Tân mới ngồi im chút xíu. Tân lấy lại cái sự điềm tĩnh mà Tân bình tĩnh nhất có thể. Và Tân hỏi ngay vô vấn đề luôn. Tân nói lâu quá không có gặp lại bạn. Thì không biết là bạn tu đến đâu rồi. Đây là câu hỏi tốt nhất lúc đó Tân có thể hỏi. Thì bạn nó mới nói rằng là bạn cũng biết tôi đi lên núi tu hả? Thì Tân nói là hồi nãy gặp nhau tôi đã biết rồi. Tôi có nói là thằng đó có nói là bạn lên núi để mà bạn tu đó. Thì lúc đó là cái người đó có nói tôi biết. Tôi thấy bạn đi mà biệt tâm biệt tích. Vô tình bữa nay gặp ở Starbucks thì không hiểu bây giờ gọi bạn là bạn hay gọi bạn bằng thầy. Giống như là sự tôn kính dành cho cái đạo giáo mà bạn đang theo. Tại đúng ra mà ngày xưa kêu mày tao, kêu bằng thằng. Bây giờ người ta lớn rồi, mình cũng lớn rồi. Mình là người đàng hoàng tử tế thì người ta đi tu thì phải gọi người ta bằng thầy hoặc là xưng tên, chứ không kêu mày tao với một cái hình dáng một cái người thầy mặc dù họ không tu đạo Phật. Thì người bạn nói là thì cứ kêu tên đi, kêu thầy thì nghe nó kỳ quá. Đó, tôi với bạn cũng biết nhau mà, nói vậy thôi kêu tên đi. Ủa rồi bạn đi theo đạo nào mà sao bữa nay gặp lại nhìn thì thần thái phi phàm, nhìn sáng sủa đẹp ra, ốm hơn hồi xưa. Nhưng mà sẵn cho mình hỏi ra có cái duyên cớ gì mà sao bạn lại mất một phần cơ thể của mình. Thì tính Tân mà bạn biết dùng từ khéo nhất để hỏi cái câu chuyện của người ta. Thì người ta biết là mình cũng đã nhìn vô cái khuyết điểm của người ta rồi. Thì mình cũng không có kỳ thị mà mình phải nói khéo nhất để mình hỏi, để mình biết, không phải là nhiều chuyện. Tại mình cũng không gặp lại những người bạn cũ, nhưng mà phải biết cái đường đời của người ta để mà mình có thể trò chuyện với người ta thân nhất. Đây là nghệ thuật ăn nói đó các bạn. Đôi khi mình ra đường mình gặp một cái người lạ, một cái người khách hàng, mình phải nói làm sao cho người ta cảm thấy hòa chung một nhịp thì người ta dễ ký hợp đồng hơn và người ta dễ đồng thuận, đồng cảm, chia sẻ hơn đối với mình. Đây là cách nghệ thuật ăn nói mà mình có thể dành tốt nhất cho một người họ bị tật. Thì người bạn nó mới nói rằng là liệu tôi nói thì không biết là Tân có tin không. Thì lúc đó Tân mới nói là trời bạn nói tôi tin chứ. Bạn nghĩ sao mà tôi không tin. Tôi năm nay cũng già rồi, 28 tuổi rồi. Mà đường đời cũng trải qua bao nhiêu chuyện kỳ lạ trên đời rồi, gì mà không có. Thì bạn chia sẻ tôi tin chứ. Không lẽ bây giờ một người bạn gặp lại, bạn lừa tôi để làm gì?
Hôm mới gặp lại mà lừa tôi làm gì. Thế mà là câu chuyện này, câu chuyện cuộc đời bạn mà, bạn kể tôi tin chứ. Thì người mới nói rằng là thì năm 19 tuổi gia đình của tôi là có dẫn tôi đi một chuyến du lịch lên núi. Thì tôi gặp một cái người thầy. Người thầy này là một cái người mà gieo quẻ cho gia đình của tôi và thấy tôi có nhân duyên. Thì thầy trò tôi nói chuyện nhau một thời gian thì tôi cảm thấy hợp, tôi xin gia đình cho thu xếp để lên núi tu. Thì người thầy này tu đạo là tu tiên, là hít khí trời để mà tạo ra hòa khí trong cơ thể. Mình nói cho bạn dễ hiểu những gì mà người bạn nó chia sẻ. Chứ còn Tân không có tu ở đạo này, Tân không có biết là người đó đang làm gì. Mình nghe sao thì mình nói lại y như vậy thôi. Thì trong cái đạo của bạn này á, là khi mà tu được, có nghĩa là người trong đạo tu được mà có được phép tiên, có nghĩa là có những cái thủ thuật để mà đi hành nghề đó, thì phải đi gieo quẻ cho những gia đình mà người ta làm ăn, hoặc là giúp người ta trục hồn, giúp cho người ta trừ yêu trừ ma. Và trong cái đạo của bạn này, trừ yêu là chủ yếu, có nghĩa là trừ yêu tinh. Cho nên thường đi ở nơi thâm sơn cùng cốc, đi những nơi rừng núi nguy hiểm. Tại vì yêu tinh trong đạo của bạn này là những con vật lâu năm ở trong rừng, trong núi, trong hang, trong hốc, luyện thành tinh, giả thành người. Thì bạn này cùng với thầy của mình làm bao nhiêu điều để diệt yêu. Một câu chuyện rất liêu trai giữa lòng thành phố. Khi mà nghe thì Tân cũng bất ngờ. Do bản thân mình đã gặp nhiều chuyện tâm linh ma quỷ rồi, cho nên mình đủ độ điềm ngồi lại nghe bạn nó nói. Thì bạn luyện được đến năm bạn 22 tuổi thì bạn đã có thể theo thầy để mà diệt yêu và nhận ra cách nhập của yêu. Yêu tinh nhập vô người khác với ma với quỷ. Nó nhập vô trong cơ thể con người, nhưng đôi khi cái người đó hợp thì nó sẽ khiển người đó đi ăn những thứ nó thích, nhưng trong âm thầm. Bình thường buổi sáng cho đến cả ngày, người đó đi làm, sinh hoạt, nói chuyện rất bình thường. Nhưng con yêu đã nhập vô cơ thể được. Thì những lúc mà người nhà, người thân, bạn bè không để ý, nó sẽ bắt đầu ăn thịt tươi, uống máu. Nhưng không hề có biểu hiện của người điên, nói chuyện rất tỉnh và có những cái khả năng đặc biệt hơn người bình thường. Thì bạn này với thầy phải đi tìm hiểu để mà giúp cho người nhà người ta trừ yêu. Thì đã trải qua nhiều cuộc là đi hành pháp kiểu như vậy rồi, cho nên là bạn cũng có kinh nghiệm chút đỉnh. Thì bạn mới xin thầy là cho xuống núi để mà giữ đám ma của gia đình. Có nghĩa là mình tu ở trên núi với thầy bao nhiêu lâu, đi làm pháp sự với thầy bao nhiêu lâu, cắt đứt toàn bộ ân tình với cha mẹ gia đình ở dưới này. Chỉ là nhận những lá thư tình cảm từ cha mẹ gửi lên, đọc có nhưng mà không được buồn. Cái đạo lạ. Thì bạn cũng không bao giờ gửi thư về, chỉ cho địa chỉ cha mẹ gửi, không được lên thăm. Nếu mà cha mẹ gia đình lên thăm là bạn này sẽ đi vô trong rừng sâu hơn, chứ không có giao tiếp với gia đình. Thì gia đình cũng hiểu, chắc là cũng nhiều lần cũng lên lôi con về rồi đó, lôi con cái về rồi đó mà không được. Thì bạn biết nè, trong đời sống con người mà có rất nhiều những cái đạo khác nhau, quy luật của họ khác nhau và đưa con người ta đến những cái suy nghĩ, tư duy và hình thức khác nhau. Cho nên gia đình mà nếu có một đứa con mà nó nguyện như vậy đó, hãy bình tĩnh quan sát chứ đừng có dội bắt bớ. Tại càng bắt nó càng trốn. Lúc này đã đi theo cái tư duy của nó rồi, càng bắt nó càng trốn. Hãy bình tĩnh cho nó được tự do trước, mình đứng bên ngoài mình theo dõi coi sao. Thì chắc là gia đình của bạn này đã nhiều lần vậy rồi, cho nên là bạn chỉ nhận thư thôi. Thì ngày đó là có lá thư là người trong nhà chắc cũng quan trọng qua đời, nhưng mà không phải ba mẹ nha. Thì mới xin thầy cho xuống núi để mà giữ đám ma của người nhà. Thì khi mà xuống núi về cái vùng quê của bạn này, thì trên đường đi chuyến xe đò mà về quê đó, thì có một cô gái cổ hơi yếu
và cổ nhiều lần ói mửa trên xe, mà bạn này lại ngồi kế bên. Với tư cách là một cái người tu đạo thì bạn cũng giúp đỡ người ngồi kế bên cạnh. Nhưng mà trong đạo này đó không có cấm lấy vợ kết hôn. Tu thì tu, diệt trừ ma quỷ, coi quẻ, giúp làm pháp sự, nhưng không có cấm lấy vợ kết hôn. Kỳ vậy nha. Đó. Thì hai bên trên cái chuyến xe đò đó nảy sinh tình cảm và biết cô này nhà rất gần nhà bà con của mình. Mà khi nói chuyện về đạo đó, thì cô này có vẻ nghe, hiểu và chú tâm, và có cái ý rất là muốn được học hỏi từ phía của bạn mình. Thì trên cái chuyến xe đó, hai bên tâm đầu ý hợp thì cho nhau liên hệ. Thì ngày đó là về dự đám ma xong xuôi hết, gia đình gặp lại thì cũng mừng mừng tuổi tuổi, thì bạn này chia tay. Nhưng mà chia tay với gia đình để mà về núi thôi, nhưng mà thật ra thì đi hẹn với cô này. Thì khi đi hẹn qua, cô này cũng hẹn ở một cái ngã ba đường ở dưới cái quê bạn này thôi. Thì cả hai nói chuyện với nhau, sau đó thì bạn này mến, mến và cả hai quyết định nắm tay nhau về núi. Nhưng mà khi mà về tới núi mà để lên được cái chỗ tu á, thì không có những cái phương tiện mà nó thuận lợi. Cho nên là cả hai phải lội bộ lên cái núi đó. Thì khi mà lên cái chỗ đó thì cái cô này có những biểu hiện bất thường. Đầu tiên là bạn này không nghe cô này có những nhịp thở gấp. Tại vì thường các bạn, tụi mình dù có khỏe cách mấy, dù bạn đi tập gym cách mấy đi nữa, mà bạn ở một cái địa hình lạ, đặc biệt là sườn núi, đồi núi, mà bạn đi lên chừng 100 mấy chục bậc thôi, là bạn đã có cái biểu hiện của mệt nha. Và bạn phải thở, đặc biệt là cái oxy nó bị loãng. Cho nên mình sẽ mệt hơn so với bình thường. Thì ngay cả một người tu lâu như bạn này cũng có những nhịp thở trực nhịp trong quá trình đi lên, tại vì thở dốc, mệt. Nhưng cô này hoàn toàn không. Và khả năng bám trụ cô này rất tốt. Và đi có phần nhỉnh hơn trong một số đoạn đường. Thì cái người bạn của mình mới nhận ra rằng người này bất thường. Người này hoàn toàn bất thường. Một cái cô gái nhỏ nhắn không thể có khả năng nói được. Một người tu bao nhiêu năm mà còn đi lên đi xuống chật vật. Và một cái cô gái bình thường chưa một lần lên núi. Nhưng mà khả năng đi rất là tốt. Khả năng đi rất là tốt, mà lúc đó trời mới là buổi trưa thôi, chứ chưa phải là tối nữa. Thì cái người bạn của mình mới để ý, bắt đầu mới lấy bùa ra để mà xem coi người này có bị nhập không, mà có phải ma quỷ đi theo phá mình hay không. Mà nếu phải thì chắc chắn là đụng phải ma quỷ mà cao tay rồi. Thì khi mà lấy bùa ra ếm thử đó, thì cô này có những biểu hiện là sợ. Là sau đó là thay vì mình đi trên những bậc thang, hai bên là rừng, thì cô này ẩn vào rừng ngay lập tức các bạn. Ẩn vào ngay lập tức thì người bạn mới dí theo. Người bạn mới dí theo để bắt cho bằng được. Nhưng mà càng đi thì càng nghe mùi của rắn. Có nghĩa là mảng xà tinh. Càng nghe mùi của rắn tinh. Và mùi rất là nồng. Mùi cực kỳ nồng. Thì đây là một trong những biểu hiện mà trong liêu trai chế dị cũng có. Thì một con rắn khi mà nó chuẩn bị đối đầu, nó sẽ phát ra rất là nhiều tín hiệu để tấn công. Đó là cái khả năng của con thú. Và khi nó thành tinh, nó cũng y chang như vậy thôi. Trong hình hài một cô gái, nhưng mà nó là rắn giả. Thì lúc này là bạn mình mới nhảy vô. Nhảy vô để mà yểm bùa, để mà đánh đấu với nó. Nhưng mà trong cái quá trình đang đấu qua lại với nhau, các bạn biết là con nó mạnh hơn rất là nhiều. Nó mạnh hơn rất là nhiều. Cho nên là bạn mình bị trúng. Trúng cái bùa ếm của nó, hay là trúng độc của nó, và té xuống sườn núi. Thì lúc đó được cấp cứu, người dân ta thấy người ta cấp cứu và đưa đi bệnh viện. Thì tình trạng là bị nát cái phần tay bên phải và bị cưa tay. Cưa tay. Một phần nữa là độc chạy vô, phải nói là chạy vô cơ thể rồi. Mà may mắn là được các y bác sĩ lúc đó cứu được. Sau khi cứu thì bạn mình bị rơi vô cái tình trạng là hôn mê và bị yếu người rất là nhiều. Là sau khi cứu xong hồi phục lại rất là yếu, phải đưa về núi để thầy chữa trị một thời gian nữa thì mới khỏe lại. Thì khi mà khỏe lại thì tình thầy trò cũng cắt đứt từ đó. Tại vì bạn mình học nhiều năm rồi mà không cẩn trọng, đưa một con yêu giả người về trên núi mà nơi tu hành của mình,
May là trong quá trình đó con yêu nó để lộ ra được những cái khả năng của loài thú thì bạn mình mới trứng yểm nhưng mà thua. Nhưng mà nếu như không lộ ra mà đưa vô được cái am thức của người thầy đó thì xảy ra chuyện gì? Cho nên là tình thầy trò cắt đứt, bạn mình phải hoàn tục trở về đời sống bình thường. Và bạn mình trở về nhà để làm một công việc khác thì cũng có mở am để mà coi bói, coi quẻ, cũng như là giúp trừ yêu diệt ma dù chỉ còn một cánh tay. Thì sau khi mình nghe câu chuyện này thì lúc đó bản thân mình cũng đã trải qua nhiều câu chuyện tâm linh rồi. Nhưng mà mình xếp câu chuyện này vào một câu chuyện nó thuộc dạng là liêu trai. Tại vì yêu tinh là phải nói đến liêu trai. Tại vì thực sự ra câu chuyện này nó không phải là quá ghê, nhưng mà nó nói về một cái cuộc đụng độ của một người trong cuộc kể về chuyện mình tu và gặp một con xà tinh nó biến hình thành người, để mà nó tạo cái tình cảm ảo, tức là bạn mình có thể bị thôi miên hoặc là bị như thế nào đó, mặc dù là thầy pháp, mặc dù là thầy tu à, nhưng mà chưa đạo nó chưa tới, vẫn bị cho đến khi mà lên cái ngọn núi đó mình mới tỉnh ra. Mình mới tỉnh ra tại những ngọn núi thiên mà người ta tu ở đó mà, thì ta tỉnh ra và thấy được cái người ta có khả năng bất bình thường thì mới chứng yểm mà thua. Và đến bây giờ bạn mình cũng nhiều lần cũng xin thầy cho trở về núi, không phải để tu, một là thăm thầy, hai là tìm lại tung tích của người đó, của cái người yêu tinh mà con mãng xà đó. Nhưng mà thầy nói là đã là duyên thì gặp, không duyên thì không gặp. À, duyên thầy trò cắt đứt tại vì sai môn quy, mình học bao nhiêu năm mà không nhận ra được ai là người, ai là yêu, cho nên là bị cắt đứt, mặc dù thầy vẫn cứu và giúp hồi phục lại. Thì đây là câu chuyện mình gặp lại người bạn đó. Sau này mình gặp lại những người bạn trong nhóm mình cũng có kể, và nhiều người nói là tin và nhiều người nói là không tin câu chuyện này có thật, và nói người bạn đó của mình bị ảo. Nhưng mà thật ra mà nói, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đặc biệt dạo thời gian gần đây, độ trước Tết đến bây giờ, Tân có một cảm giác không biết các bạn có để ý hay không. Những câu chuyện Tân vừa kể thì trong ngày hoặc là hôm sau nó có những vụ án tương tự gần như giống. Như hôm qua ngày Valentine, ngày lễ tình nhân, Tân kể về câu chuyện một cái bạn học sinh nữ, cặp đôi yêu nhau dưới cây bình bát á, thì bị trôi sông và trôi ra sông Cái, sông Lớn, chết oan. Thì hôm nay mình đọc một cái thông tin là một bạn sinh viên, một cái xác sinh viên trôi ở sông Sài Gòn và bị mất tích ở trên bến xe và đang truy tìm cái hung thủ, hình như là người lái xe ôm, và cũng trôi ra sông Cái. Có nghĩa là mặc dù nó không phải là giống hoàn toàn 100%, nhưng mà hình như mỗi câu chuyện mình kể là sau đó 1-2 ngày, sau đó 1-2 ngày nó mới kỳ, chứ còn trước đó 1-2 ngày thì không kỳ. Trước đó 1-2 ngày có thể nhiều người nói mình Tân bắt trước, Tân đọc được câu chuyện đó, mà không phải. Ngay trong ngày hoặc là sau đó 1-2 ngày báo đã mới đăng thì lại có những hiện tượng giống. Mình vừa kể xác một người trôi ra sông Cái thì tự nhiên hôm sau cũng có cái vụ án tương tự như vậy. Thì mình cảm thấy ủa sao kỳ vậy, mà mình bị nhiều lần rồi nha. Từ chung cư cho đến những câu chuyện mà gần đây từ trước Tết mình kể, thì thường sau 1 ngày hoặc 2 ngày hoặc là ngay trong ngày hôm đó mình kể là có những vụ án tương tự 10%, 20% giống nhau. Mà mình cũng không hiểu ủa sao kỳ vậy ta. Tôi cũng không hiểu lý do, và Tân cũng đang tìm hiểu là ủa sao nó lại lạ vậy. Thì biết đâu câu chuyện ngày hôm nay 1-2 bữa sau nó có gì đó giống hay không, thì Tân sẽ sưu tầm. Tân bắt đầu Tân để ý thấy kỳ kỳ rồi đó, nên Tân mới tâm sự cho các bạn ngày hôm nay chút đỉnh sau câu chuyện này. Các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân đến với nhiều người hơn. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai. Bye bye.